Reuters đưa tin, ngày 16 tháng 11, bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC ở Peru, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần cuối cùng với tư cách người đứng đầu chính phủ Mỹ. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng 7 tháng qua. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định mục tiêu của Bắc Kinh là mối quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững Mỹ-Trung Quốc, dù thừa nhận mối quan hệ này có những thăng trầm ông nhấn mạnh thêm trung quốc sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới của mỹ để duy trì liên lạc mở rộng hợp tác và giải quyết những khác biệt về phần mình tổng thống mỹ joe biden ca ngợi mối quan hệ lâu dài với nhà lãnh đạo trung quốc và thừa nhận rằng không phải lúc nào họ cũng đồng tình với quan điểm của nhau tuy nhiên chủ nhân nhà trắng nói quan trọng là họ thẳng thắn trong giao tiếp ông cho biết giao tiếp cởi mở đã ngăn chặn thông tin sai lệch và tránh căng thẳng giữa hai nước Nội dung chi tiết cuộc họp chưa được công bố. Song trước đó nhiều người kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những nỗ lực ngày càng tăng của Trung Quốc nhằm ngăn chặn vai trò của Triều Tiên trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Những tuần qua, Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Triều Tiên đưa khoảng 10.000 tới 12.000 quân nhân đến Nga huấn luyện. Lực lượng này dường như đã triển khai đến vùng biên giới Kursk của Nga để hỗ trợ đẩy lùi quân đội Ukraine đang kiểm soát một số lãnh thổ ở đây. Ngoài ra, các vấn đề như kế hoạch hạn chế đầu tư của Mỹ vào trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và chất bán dẫn của Trung Quốc, hạn chế xuất khẩu chip máy tính có thể cũng được đề cập trong cuộc gặp này. Theo báo Vietnamnet, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ đưa ra lời kêu gọi với Quốc hội và Tổng thống mới đắc cử Donald Trump về vấn đề tài trợ cho Ukraine. Tổng thống Joe Biden sẽ lập luận rằng Mỹ không nên bỏ rơi Ukraine vì động thái đó có thể gây ra nhiều bất ổn hơn ở châu Âu. Hãng BBC và CBS dẫn lời ông Jack Sullivan cho hay, trong 70 ngày tới, tổng thống sẽ có cơ hội trình bày với quốc hội và chính quyền mới rằng nước Mỹ cần tiếp tục cung cấp nguồn lực cho Ukraine sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Quan chức Nhà Trắng này nói, vấn đề trên là một trong số hàng loạt chủ đề được thảo luận khi ông Trump và Tổng thống Joe Biden gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày thứ Tư, 13 tháng 11, để bàn về các ưu tiên trong chính sách đối nội và đối ngoại. Tổng thống Joe Biden sẽ có cơ hội để giải thích với Tổng thống mới đắc cử Donald Trump về cách ông nhìn nhận mọi việc, quan điểm của cả hai và nói với ông Trump về cách ông suy nghĩ giải quyết các vấn đề khi nhậm chức ông jake sullivan nói thêm tổng thống joe biden muốn đảm bảo việc chuyển giao quyền lực xuân sẻ và thảo luận các vấn đề toàn cầu quan trọng với tổng thống mới trước đây ông trump đã chỉ trích mức hỗ trợ mà mỹ dành cho ukraine với việc đảng cộng hòa đã kiểm soát thượng viện và có khả năng là cả hạ viện việc đảm bảo các gói viện trợ trong tương lai cho ukraine có thể là thách thức đối với chính quyền của tổng thống joe biden Kết quả của cuộc họp giữa ông Biden và ông Trump vào ngày 13 tháng 11 có thể có những tác động đáng kể đến sự tham gia trong tương lai của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine. Theo báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng chính sách của ông Donald Trump một khi trở thành Tổng thống Mỹ sẽ khó dự đoán hơn so với chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện tại. Ngày 10 tháng 11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng chính sách của ông Donald Trump một khi ông trở lại Nhà Trắng sẽ khó dự đoán hơn so với chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện tại, theo Đài RT.Trả lời phỏng vấn Đài Russia 1, ông Peskov nói rằng không rõ liệu ông Trump có thực hiện các lời hứa mà ông đưa ra lúc vận động tranh cử hay không bình luận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 nói rằng Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris của Đảng Dân Chủ là ứng viên yêu thích của ông. Ông Peskov nói rằng ông Putin đặt cược vào tính dễ đoán của chính quyền tiếp theo. Ông Peskov nói đường lối mà Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris sẽ theo đuổi cho đến khi rời Nhà Trắng khá dễ đoán. Ông Trump khó đoán hơn về vấn đề này và cũng khó đoán hơn về cách ông ấy sẽ tuân thủ các tuyên bố đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử. Theo người phát ngôn, trong lúc vận động tranh cử, ông Trump đã nói về mong muốn chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này phân biệt ông với hướng đi của chính quyền Mỹ hiện tại. Ông Peskov giải thích rằng ông Trump nói về hòa bình chứ không phải là nói về đối đầu như chính quyền hiện tại. Phía ông Trump và Nhà Trắng chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov. Trước đó, vào ngày 7 tháng 11, ông Trump nói rằng ông và ông Putin có thể sẽ nói chuyện trong tương lai gần, trong khi nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng đã sẵn sàng nghe điện thoại, đồng thời nêu khả năng ông sẽ gọi cho ông Trump trước. Tờ World Twitter đưa tin rằng một trong những kế hoạch mà ông Trump đang cân nhắc cho xung đột Nga-Ukraine bao gồm việc yêu cầu Kiev từ bỏ mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai gần và đóng băng xung đột theo tiền tuyến hiện tại. Moscow đã loại trừ khả năng đóng băng xung đột, nhấn mạnh rằng nước này sẽ hoàn thành tất cả mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Bên cạnh đó, nhiều quan chức quốc phòng hàng đầu đang quan tâm đến cách ông Trump lên kế hoạch sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ ở trong nước. Tháng trước, ông Trump từng nói rằng quân đội nên được sử dụng để xử lý những gì ông gọi là kẻ thù từ bên trong và những kẻ điên cuồng cực đoan cánh tả. Ông nói thêm rằng tôi nghĩ rằng nếu cần thiết, vệ binh quốc gia sẽ dễ dàng xử lý, hoặc nếu thực sự cần thiết, quân đội sẽ xử lý và họ không thể để điều đó xảy ra, ám chỉ đến các cuộc biểu tình có thể xảy ra vào ngày bầu cử. Một số cựu quan chức quân sự cấp cao từng phục vụ dưới thời ông Trump đã lên tiếng cảnh báo trong những năm gần đây về những quyết định của ông, bao gồm tướng Milley và tướng đã nghỉ hưu là John Kelly, cựu tránh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump lầu năm góc không thể làm gì nhiều để bảo vệ lực lượng này trước nguy cơ lạm dụng quyền lực tiềm tàng của một tổng tư lệnh các luật sư của bộ quốc phòng có thể và thực sự đang đưa ra những khuyến nghị cho các nhà lãnh đạo quân đội về tính hợp pháp của các mệnh lệnh nhưng không có biện pháp bảo vệ pháp lý thực sự nào có thể ngăn ông trump triển khai binh lính để tuần tra các đường phố trong nước trong nỗ lực chấn áp người nhập cư trái phép một cựu quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng, người từng phục vụ dưới thời ông Trump cho biết ông tin rằng có khả năng các lực lượng đang tại ngũ bổ sung sẽ được giao nhiệm vụ hỗ trợ hải quan và biên phòng tại biên giới phía nam. Hiện đã có hàng nghìn thành viên của các lực lượng này tại biên giới, bao gồm cả những quân nhân thường trực, vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị. Chính quyền Tổng thống Biden đã cử 1.500 quân nhân đang tại ngũ vào năm ngoái và sau đó cử thêm vài trăm người nữa nhưng theo cựu quan chức trên cũng có khả năng các lực lượng có thể được điều đến các thành phố của mỹ nếu được yêu cầu hỗ trợ kế hoạch trục xuất hàng loạt mà ông trump đã nhiều lần đề cập trong quá trình tranh cử ông trump cho rằng các cơ quan thực thi pháp luật trong nước không có đủ nhân lực họ không có trực thăng xe tải khả năng viễn trinh mà quân đội mang lại nhưng ông nhấn mạnh rằng một quyết định đưa lực lượng quân nhân tại ngũ xuống đường phố mỹ sẽ được xem xét cẩn trọng Cựu quan chức cao cấp trên cho biết bạn sẽ không bao giờ có thể coi nhẹ điều đó. Bạn không bao giờ có thể nói một cách nghiêm túc rằng đó không phải là vấn đề lớn. Đó là một vấn đề lớn. Một quan chức quân đội khác nói với CNN rằng họ có thể tưởng tượng ra việc chính quyền mới của ông Trump ra lệnh tăng thêm vài nghìn quân để hỗ trợ nhiệm vụ biên giới, nhưng cảnh báo rằng điều đó có thể gây tổn hại đến sự sẵn sàng của quân đội trong việc đối phó với các mối đe dọa từ nước ngoài quyền hạn của tổng thống đặc biệt rộng nếu ông trump viện dẫn đạo luật chống nổi loạn trong đó nêu rằng trong một số trường hợp hạn chế liên quan đến việc bảo vệ các quyền hiến định tổng thống có thể đơn phương triển khai quân đội trong nước trong một video được đăng tải vào năm ngoái, ông Trump cho biết nếu được bầu, ông sẽ ngay lập tức ban hành lại xác lệnh hành pháp năm 2020 của mình, khôi phục thẩm quyền của Tổng thống trong việc loại bỏ các quan chức bất hảo vân vân. Chúng ta sẽ thanh trừng tất cả những kẻ tham nhũng trong bộ máy an ninh quốc gia và tình báo của chúng ta và rất nhiều kẻ như vậy. Lâu năm góc đã chuẩn bị cho sự thay đổi chính sách như vậy. Một quan chức quốc phòng cho biết về biểu F, email của tôi đã ngập tràn về chủ đề này. Chắc chắn sẽ là một vài tháng bận rộn. Sau khi ông Trump ban hành biểu F lần đầu tiên vào cuối nhiệm kỳ cuối cùng của mình, vào cuối nhiệm kỳ của mình, Lầu Năm Góc và các cơ quan liên bang khác được giao nhiệm vụ lập danh sách những nhân viên nào sẽ được chuyển vào danh mục bị loại bỏ đó. Bộ này hiện đang lập danh sách tương tự. Văn phòng Nhân sự và Quản lý đã ban hành một quy định vào tháng 4 nhằm tăng cường các biện pháp bảo vệ nhân viên liên bang, nhưng vẫn có những cách mà một chính quyền mới có thể giải quyết các biện pháp bảo vệ này, một viên chức quốc phòng cho biết. Theo báo Vietnam Plus, thư ký báo chí của Nhà Trắng Karin Zinpere cho biết, Tổng thống Biden đã chuyển lời mời tới người tiền nhiệm, đồng thời là người kế nhiệm mình ông Donald Trump về cuộc gặp chính thức này. Tổng thống mãn nhiệm của Mỹ Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ sẽ có cuộc gặp với ứng cử viên đắc cử của Đảng Cộng hòa Donald Trump vào sáng ngày 13 tháng 11 theo giờ địa phương tại phòng bầu dục Nhà Trắng, nơi làm việc của Tổng thống, để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Thông báo tại cuộc họp báo được truyền thông thế giới tường thuật, thư ký báo chí của Nhà Trắng Karin Zinpere cho biết Tổng thống Biden đã chuẩn lời mời tới người tiền nhiệm, đồng thời là người kế nhiệm mình, về cuộc gặp chính thức này. Trước đó, Tổng thống Biden tuyên bố chấp nhận kết quả bầu cử, bày tỏ tin tưởng hệ thống bầu cử Mỹ là trung thực, công bằng và minh bạch, đồng thời cam kết thực hiện một quá trình truyền giao, hòa bình và trật tự. Năm 2021, sau khi cáo buộc có gian lận bầu cử, cho dù cho tới nay không có bằng chứng nào về khả năng này được công bố, ông Trump trở thành vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm đương kim tổng thống Joe Biden. Theo báo VN Express, quan chức ủy ban quốc gia đảng dân chủ Lindsey gọi chiến dịch tranh cử của bà Harris là thảm họa tỷ đô la Mỹ, cho hay nhiều nhà tài trợ cảm thấy bị lừa dối. Lindy Lee, quan chức tài chính của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC, nói trong cuộc phỏng vấn trên Fox News vào ngày 10 tháng 11, lãnh đạo chiến dịch Gen O'Malley Dillon đã hứa với tất cả chúng tôi rằng bà Harris sẽ thắng. Bà ấy thậm chí còn đăng video cam đoan rằng Harris sẽ thắng. Theo Lee, những lời hứa hẹn như vậy là động lực để bà và các nhà tài trợ tin tưởng, quyên góp số tiền lớn cho bà Harris tranh cử. Quan chức này nói, nhưng thực tế đó chỉ là một thảm họa trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Tôi cảm thấy nhiều người trong số chúng tôi bị lừa. Lee cho hay, sau khi chiến dịch tranh cử kết thúc với thất bại của bà Harris, họ hiện nợ khoảng 18 tới 20 triệu đô la Mỹ. Quan chức tài chính của DNC cho hay, thật không tin được tôi đã vận động hàng triệu đô la Mỹ trong số đó. Tôi sẽ phải giải thích với bạn bè vì đã nói với họ rằng đây là cuộc đua có sai số rất thấp. Ly cho biết, ngay cả trong đêm bầu cử, bà vẫn thấy nhiều người trong đảng bày tỏ tin tưởng vào kịch bản phó tổng thống Harris giành chiến thắng, và đó là điều bà không hiểu. Bà Ly nói, tôi hỏi họ mọi người có biết dữ liệu nội bộ nào mà tôi không thấy không, và tôi đã nghiên cứu rất kỹ và không thấy có cơ sở nào để họ tin tưởng đến thế. Sau khi bà Harris để thua chóng vánh trước ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, nội bộ đảng Dân Chủ bắt đầu lục đục về chiến lược và đổ lỗi cho ai là người chịu trách nhiệm. Cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trước đó chỉ trích tổng thống Biden cho rằng Đảng Dân chủ sẽ đạt kết quả tốt hơn nếu ông sớm rời bỏ cuộc đua Nhà Trắng. Phó tổng thống Mỹ đã để thua ở cả bảy bang chiến trường năm nay, chỉ nhận được 226 phiếu đại cử tri. Đảng Dân chủ cũng để thua trong cuộc đua thượng viện và có khả năng không giành được quyền kiểm soát Hạ viện. Theo báo VietnamNet, Phó Tổng thống Kamala Harris có thể được bổ nhiệm làm phó thẩm phán của tòa án tối cao sau thất bại trước đối thủ Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay. Bà Harris đã có bằng tiến sĩ luật và từng làm việc tại các văn phòng công tố viên cũng như văn phòng thị trưởng. Bà từng được bổ nhiệm làm công tố viên quận San Francisco và tổng trưởng lý bang California từ năm 2011 đến năm 2017. Trong thời gian đó, bà Harris đã từ chối ủng hộ hai đề xuất cấm án tử hình ở Mỹ, động thái tạo cơ sở cho đối thủ buộc tội bà không nhất quán. Tạp chí Newsweek trích dẫn lời hạ nghị sĩ dân chủ Bakary Sellers của bang Nam Carolina nhận định Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden có thể thuyết phục Sonia Sotomayor, 70 tuổi, phó thẩm phán hiện tại của Tòa án tối cao Mỹ từ chức để bà Harris thế chỗ. Tuy nhiên, động thái này cần được thực hiện nhanh chóng trước khi Tổng thống mới đắc cử Donald Trump lên nắm quyền. Ông Sellers nói, tôi nghĩ đó thực sự là một kế hoạch rất tốt, tôi cho rằng điều này nên xảy ra. Theo Newsweek, sức khỏe của phó thẩm phán Sotomayor đang ngày càng thu hút sự chú ý vì bà ở độ tuổi khá cao và mắc bệnh tiểu đường tuyết 1. Một số thành viên đảng Dân Chủ đã thúc giục bà Sotomayor từ chức. Cả Nhà Trắng và bà Harris hiện đều chưa lên tiếng bình luận trước thông tin trên. Theo báo Người lao động, một khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ, dự kiến vào tháng 1 năm 2025, ông Donald Trump sẽ khởi đầu nhiệm kỳ 2 với quyền lực ít bị giới hạn hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên. Trong khi đó, các đồng minh khắp Washington sẵn sàng hỗ trợ ông đạt được các mục tiêu đề ra. Tại Quốc hội, các thành viên Đảng Cộng Hòa từng chống đối ông như cựu hạng nghị sĩ Liz Cheney và cố thượng nghị sĩ John McCain đã được thay thế bằng những nhà lập pháp có quan điểm ngược lại. Ngoài ra, tòa án tối cao đã nới lỏng các giao cản pháp lý từng kiềm chế các tổng thống trước đây. Đáng chú ý, một phán quyết của tòa án này hồi đầu tháng 7 cho phép tổng thống được miễn truy tố hình sự. Khả năng các nhân sự được ông Trump bổ nhiệm qua ải thương viện cũng dễ dàng hơn so với nhiệm kỳ đầu tiên. Đảng Cộng Hòa có thể kiểm soát từ 52 tới 57 ghế tại cơ quan có 100 ghế này sau cuộc bầu cử hôm 5 tháng 11. Điều này có nghĩa là cuộc bỏ phiếu về nhân sự sẽ không nhất thiết phụ thuộc vào những thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa có tư tưởng độc lập như là Susan Collins và Lisa Murkowski dù vậy do cuộc bầu cử hạ viện vẫn chưa biết kết quả ông trump vẫn có thể đối mặt với một thách thức tiềm tàng đảng dân chủ có thể giành quyền kiểm soát cơ quan này từ đó cho phép họ ngăn chặn chương trình nghị sự lập pháp của ông và mở các cuộc điều tra về chính quyền của ông ngoài ra ông trump có thể gặp khó khăn nếu muốn thực hiện những cam kết chủ chốt khi còn tranh cử nổi bật là trục xuất hàng loạt người nhập cư và đánh thuế mạnh lên hàng hóa nhập khẩu là người có quan điểm cứng rắn về vấn đề nhập cư từ khi bắt đầu tranh cử vào Nhà Trắng năm 2015. Trong chiến dịch tranh cử năm nay, ông Trump đã hứa sẽ tiến hành trục xuất hơn 13 triệu người nhập cư đang ở lại Mỹ bất hợp pháp. Vì thế, theo đài CNN, ông Trump có thể nhậm chức với hàng loạt xác lệnh hành pháp đã được chuẩn bị sẵn để khôi phục một loạt chính sách biên giới mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã gỡ bỏ. Ông Stephen Miller, cố vấn của ông Trump, nói với đài Phong News rằng tiến trình trục xuất có thể bắt đầu ngay khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Dù vậy, hiện vẫn chưa rõ chính xác việc trục xuất sẽ diễn ra như thế nào. Nghị sĩ Carlos Gimenez của Đảng Cộng Hòa nói đến kịch bản mỗi người nhập cư không có giấy tờ sẽ tiếp tục có một phiên thẩm vấn trước khi bị trục xuất. Điều này đòi hỏi việc tuyển dụng thêm nhiều nhân viên chính phủ nếu việc trục xuất được thực hiện trên quy mô lớn. Một kế hoạch như thế cũng cần nhiều thời gian và dẫn đến những thách thức về mặt hậu cần và tiền bạc như chi phí xây trại tạm giam và tăng cường nguồn tài trợ mạnh mẽ cho việc thực thi nhập cư. Ngoài ra, hiện chưa rõ ông Trump sẽ thực hiện việc đóng cửa biên giới Mỹ như thế nào và liệu điều này có cần sử dụng đến quân đội, lực lượng vệ binh quốc gia hoặc là các cơ quan thực thi pháp luật địa phương hay không. Khi tranh cử, ông Trump thường nói đến kế hoạch áp đặt mức thuế chung từ 10% đến 20% đối với tất cả hàng nhập khẩu, cùng với mức thuế bổ sung từ 60% đến 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, theo đài CNBC. Dù vậy, nhiều chuyên gia cảnh báo kế hoạch áp thuế toàn diện đối với hàng hóa nước ngoài của ông Trump sẽ làm tăng chi phí cho người tiêu dùng và có nguy cơ gây ra cuộc chiến thương mại. Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên năm 2017-2021, ông Trump cho rằng chính sách thuế quan của mình sẽ giải quyết được tình trạng mất cân bằng thương mại với Trung Quốc, đưa công việc sản xuất trở lại Mỹ và tăng nguồn thu. Dù vậy, theo trang The Conversation, những biện pháp của nhà lãnh đạo này khi đó không mang lại hiệu quả như những gì ông muốn. Trên thực tế, việc áp thuế quan thực sự khiến Mỹ càng phụ thuộc vào các nhà cung ứng nước ngoài hơn trong khi không kích thích thị trường việc làm trong nước. Các biện pháp này cũng làm tăng chi phí cho người tiêu dùng Mỹ và gây ra thuế trả đũa từ các đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Liên minh châu Âu-EU, Canada, Mexico, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Các quan chức hiện đang đưa ra nhiều kịch bản khác nhau khi họ chuẩn bị cho một cuộc chấn chỉnh lâu năm góc từ ông Trump. Một quan chức quốc phòng cho biết tất cả chúng tôi đều đang chuẩn bị và lên kế hoạch cho kịch bản xấu nhất, nhưng thực tế là chúng tôi vẫn chưa biết điều này sẽ diễn ra như thế nào việc ông trump đắc cử cũng sẽ đặt ra câu hỏi về những gì sẽ xảy ra ở lâu năm góc nếu tổng thống ban hành một lệnh không hợp pháp đặc biệt là nếu những người được ông bổ nhiệm giữ các vai trò thống trị trong bộ quốc phòng lại không phản đối một quan chức quốc phòng khác cho biết quân đội buộc phải tuân theo những luật pháp để không tuân theo các mệnh lệnh phi pháp nhưng câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra sau đó chúng ta liệu có thấy các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao từ trước không hay người ta sẽ coi đó là họ bỏ rơi người dân của mình Hiện tại vẫn chưa rõ Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ chọn ai để làm lãnh đạo Lầu Năm Góc, mặc dù các quan chức tin rằng ông và đội ngũ của mình sẽ cố gắng tránh mối quan hệ căng thẳng mà ông đã để xảy ra với quân đội trong chính quyền trước, theo một cựu quan chức quốc phòng có kinh nghiệm trong chính quyền Trump nhiệm kỳ đầu. Cựu quan chức này cho biết mối quan hệ giữa Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng đã thực sự tệ và vì vậy tôi biết đó là điều quan trọng nhất khi họ lựa chọn những người mà họ đưa vào Bộ Quốc phòng lần này. Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng đang cố gắng xác định những nhân viên dân sự có thể bị ảnh hưởng nếu ông Trump khôi phục biểu F, một xác lệnh hành pháp mà ông ban hành lần đầu tiên vào năm 2020. Nếu được ban hành, xác lệnh này sẽ phân loại lại một lượng lớn nhân viên liên bang phi chính trị trên khắp chính phủ để khiến họ dễ bị sa thải hơn. Theo báo tin tức thông tấn xã Việt Nam, tính đến ngày 8 tháng 11, Đảng Cộng hòa của ông Donald Trump vẫn đang chiếm ưu thế trước Đảng Dân Chủ. Không chỉ giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc đua tranh chiếc ghế chủ nhân nhà trắng và giành quyền kiểm soát thượng viện, chiếm nhiều ghế hơn trong cuộc đua tranh thống đốc, hiện Đảng Cộng hòa còn đang nắm số phiếu cao hơn trong cuộc bầu cử tại Hạ viện. Kết quả kiểm phiếu mới nhất cho thấy, hiện Đảng Cộng hòa giành được 212 ghế tại Hạ viện, trong khi Đảng Dân chủ giành được 200 ghế. Như vậy, Đảng Cộng hòa chỉ thiếu 5 ghế nữa là giành thế đa số tại Hạ viện, gồm 435 ghế. Trước đó, Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng tại Thượng viện với 53 ghế, cao hơn so với 47 phiếu của Đảng Dân Chủ. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng Hòa giành lại Thượng viện trong 4 năm qua. Việc chiếm thế đa số tại Thượng viện cho phép Đảng Cộng Hòa thông qua nhân sự chính quyền mới được ông Trump đề cử. Tuy nhiên, họ sẽ không có đủ 60 phiếu bầu cần thiết để nhanh chóng thông qua hầu hết các luật nếu kiểm soát nốt Hạ viện, Đảng Cộng Hòa sẽ dễ dàng giúp ông Trump thực hiện các cam kết tranh cử như cắt giảm thuế và hạn chế đáng kể người nhập cư. Trong cuộc đua tranh ghế thông đốc, Đảng Cộng Hòa cũng đã giành được 27 ghế, cao hơn so với 23 ghế của Đảng Dân Chủ. Theo báo Người Lao Động, kết quả thăm dò sai lệch này đã diễn ra suốt 3 kỳ bầu cử gần đây nhất của Mỹ. Tất cả đều có sự tham gia của ông Trump. Trước thêm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hôm 5 tháng 11, các cuộc thăm dò dư luận đã dự đoán một cuộc đua xích sao giữa ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Kamala Harris. Không những vậy, hầu hết thăm dò cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với cách biệt nhỏ vài điểm phần trăm, bao gồm tại các bang chiến trường bất chấp điều đó ông trump đã giành chiến thắng ở năm trong số bảy bang chiến trường pennsylvania georgia north carolina michigan và wisconsin và các dự báo trên truyền thông cũng cho thấy ông sẽ giành được cả hai bang còn lại là arizona và nevada hầu hết các chiến thắng này đều có biên độ lớn hơn so với dự đoán của các cuộc thăm dò không những thế, ông Trump đang trên đường thắng đậm đối với số phiếu phổ thông với khoảng cách lên tới 5 triệu phiếu, điều mà không một đảng viên đảng Cộng hòa nào có thể tự hào kể từ thời cựu Tổng thống Mỹ George, H. W. Bush năm 1988. Điều này cũng trái với các kết quả thăm dò liên quan. Tại tiểu bang thường ủng hộ Đảng Cộng Hòa là Iowa, một cuộc khảo sát nhiều cử tri nữ dự đoán ông Trump sẽ thua cuộc với khoảng cách khá xa, tương khiến ông phẫn nộ. Kết quả này ngược với thăm dò từ Đại học Emerson cho thấy ông Trump có thể thắng với cách biệt lên tới 9 điểm phần trăm. Và cuối cùng ông thắng với cách biệt 13 điểm phần trăm. Bà Tina Forham từ công ty tư vấn rủi ro Forham Global Forest Side, chỉ ra với Al Jazeera rằng khi các cuộc thăm dò đưa ra kết quả sai lệch, nó làm trầm trọng thêm một thách thức quan trọng trong cuộc đua này là tính thiếu chính đáng của cuộc thăm dò. Tại các bang xanh, nơi ông Trump thua bà Harris, đa phần ông cũng chỉ thua với cách biệt về số phiếu ít hơn nhiều so với dự đoán từ các cuộc thăm dò. Theo Al Jazeera, sự sai lệch trong các cuộc thăm dò phụ thuộc vào những người tham gia khảo sát, mức độ đại diện của họ đối với cử tri và mức độ trung thực của họ khi trả lời. Ông Ned Silver, người sáng lập công ty thăm dò ý kiến FiveThirtyEight thừa nhận trong chuyên mục của mình trên tờ New York Times rằng một thách thức chính khi tổ chức thăm dò là có đủ số lượng cử tri tiềm năng tham gia. Theo phát hiện của AAPOA, những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa có thể ít muốn nói chuyện với giới truyền thông hoặc ít trả lời các cuộc khảo sát hơn phía Đảng Dân Chủ. Ngoài ra, chính ông Trump cũng đã công khai chỉ trích các cuộc thăm dò ý kiến là giả mạo, điều có khả năng khiến những người ủng hộ ông không tham gia các khảo sát nữa. Ngược lại, các nhà phân tích cho biết đảng Dân Chủ, đặc biệt là những người có trình độ đại học, có nhiều khả năng tham gia hơn và cũng có khả năng khiến độ chính xác của thăm dò bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, một số cuộc khảo sát trực tuyến có xu hướng chỉ thu hút một số nhóm người tham gia nhất định vì chúng có trả phí. Học giả Jerome Vialla Gordefroy viết trên chuyên sàn The Conversation.